ngày 22/6/2017 thì công an thành phố Yên Bái qua nhận thông tin để tiến hành kế hoạch và đã điều tra và làm rõ tạm giữ đối với lại phóng viên Duy Phong về cái tội lạm dụng chức vụ và chiếm đoạt tài sản theo điều 280 của bộ luật hình sự cũ, hình sự mới thì có sẽ thay đổi. Thế và quá trình điều tra đến nay thì theo các báo cáo ban đầu công an Yên Bái thì phóng viên Duy Phong ngày 6/6/2017 thì phóng viên đã lên Yên Bái và gặp đồng chí Nguyễn Xuân Sáng phó giám đốc sở kế hoạch đầu tư, giám đốc sở kế hoạch đầu tư của Yên Bái và có nêu một số cái vi phạm có liên quan đến kế hoạch đầu tư của Yên Bái và cũng có cung cấp thông tin và yêu cầu là phối hợp để giải quyết và có yêu cầu là anh Sáng chuyển cho phóng viên 200 triệu. Thế thì tại cái thời điểm đó anh Sáng không đủ tiền nên là mới chuyển 100 triệu và sau đó buổi chiều thì chuyển tiếp cho nhà báo Phong thêm 100 triệu nữa. Thế sau đó đến ngày 22/6 thì nhà báo Phong mới bị phát hiện bắt giữ và đến nay thì theo cái báo cáo ban đầu của Yên Bái là bản thân nhà báo Phong đã nhận cái hành vi nhận tiền vào ngày 16/6 như vậy cái hành vi phạm tội thì đã được phạt thẳng và tất nhiên là còn quá trình điều tra với cái đây mới là điều tra bắt đầu căn cứ vào các cái chứng cứ khác nữa để kết luận hành vi vi phạm này cũng thưa với nhà báo này là hết sức là bình tĩnh để chúng ta có thể làm rõ sự thật khách quan của cái việc này. Và cái ý thứ hai mà anh Thái Sơn có hỏi là nên để công an Yên Bái điều tra khách quan hay là nên kiểm tra bộ công an thì chúng tôi nghĩ rằng là trước hết là về thẩm quyền điều tra thì là bộ công an Yên Bái. Bộ luật hiện nay là với những hành vi phạm tội như thế này thì không thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra của bộ công an và nếu rút lên thì trong trường hợp là nó phải là rất là phức tạp. Thì trong trường hợp hiện nay thì chúng tôi đã cử cơ quan điều tra của bộ hướng giám sát và chỉ đạo công an Yên Bái để điều tra đảm bảo cái tính khách quan trong việc điều tra và kết luận cái hành vi này và chúng tôi xin khẳng định với các nhà báo là chúng tôi sẽ chỉ đạo để đảm bảo cái việc điều tra khách quan đúng quy định.